Khoảng 15 giờ 30 ngày 3 tháng 5 năm 2024, tổ công tác đội cảnh sát giao thông Bình Triệu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tuần tra trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư Bình Phước đi Linh Xuân. Khi đến trước ngã tư Bình Phước khoảng 20m, tổ công tác phát hiện xe khách của nhà xe Á Đức đỗ sai quy định chiếm một làn đường, gây cản trở giao thông. Phát hiện thấy cảnh sát giao thông, phụ xe nhảy lên xe, còn tài xế lập tức tăng ga, bỏ chạy. Tài xế xe khách được xác định là nam giới, 42 tuổi, quê ở Nghệ An. Sau khi dừng xe, tổ công tác phát hiện trong khoang chờ hành khách chứa nhiều hàng hóa, xe khách cũng không dừng sát lề đường bên phải theo chiều đi, tài xế không xuất trình được căn cước công dân. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế với nhiều lỗi vi phạm, nam tài xế sẽ bị xử phạt tổng số tiền 1,6 triệu đồng. Tiếp đó, tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra xe khách Tiên Nghĩa của một tài xế 45 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Xe này chạy trên quốc lộ 1, hướng từ cầu Bình Phước đi cầu vượt Linh Xuân. Tổ công tác phát hiện xe khách này có lệnh vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. Tuy nhiên, lệnh vận chuyển không ghi đầy đủ thông tin về số khách, cụ thể là bỏ trống phần ghi số hành khách khi xuất bến,